bỏ đang về anh em ơi. Alo, trại bò Thanh Tính xin chào anh em. Một lô bò mới về đây anh em ơi. Đây. Từ cái bò cái chiến này là toàn là 3B với 3B kem. Chỉ có một con, một là con kem vàng thôi. Còn nhiêu là 3B với 3B kem không anh em ơi. Toàn là 3B kem nhiều. Bò lực lực không anh em. Cặp bò độ này mới bán rồi anh em, mới về xuống xe bán rồi. Rồi để em quay từ ngoài vô cho anh em xem ha. Bò kiếp này cái này hàng cái lô này là giá gọn tiền lắm anh em. Vừa tròn 6 tháng 6 tháng rưỡi ha. Như con này nè. Bò này 6 tháng rưỡi anh em. Này 3B kem ha, cặp chân rất là đẹp. Đích rất là đẹp luôn anh em. Nó đang rụng lông, em vỗ cái là lông nó bay nè anh em thấy không? Đó. Đang rụng lông nè anh em. Đó. Lưng là lưng đôi ha. Xích ra con. Đây. Đây. Con này có sừng nha anh em, lưng rất là đẹp. Này cái mặt nè. Con này chiều cao là 1m05 nha anh em. Con này pin dữ lắm anh em. Rồi, tiếp theo là con 3B, cũng 1m05. 3B cũng 1m05 luôn nha anh em, chân rất là bự, chân cối luôn anh em, F2 ha, đít rất là pin. Nè cái lưng nè. Nói chung là bò của em á thì cái vụ mà một gan tay trở lên là anh em khỏi lo vụ đó đi, một gan trở lên không ha, cổ rất là rút. Đó. Về cứng chuồng luôn. Mặt rất là đẹp, 3B này mặt đẹp. Những anh chị em nào mà anh em nào mà vỗ béo á, mất một lô này nè, nhiều bò á, dễ nuôi. Sức lực, cổ rút ghê không, 3B cổ rút ghê không? Nắng lên nè. Quá trời cái gần cổ luôn anh em. Nói chung là con 3B này là khỏi bàn luôn anh em. Chân cẳng là tuyệt vời, móng đứng anh em. 1m05. Đây, con này con 3B kem ha. Con này tướng nó độc lắm anh em. Chiều cao 1m03 anh em. 1m03 ha. 1m03. Lưng nè. Con bò này đầu chuỗi nha anh em. Mắt xám mỏ xám nha anh em. Mắt xám mỏ xám. Tướng rất là độc anh em. Con bò này nè, cái đít nó bên đây nó làm như nó có một cục sượng sượng vậy đó. Nói chung là đẻ ra từ nhỏ này chủ nhà người ta nói vậy hết anh em, chứ không có dấu tích gì là chích gì hết trơn nha anh em. Mà không ai mà độ ít khi mà ta chích đít lắm anh em. Ta chích mấy dây không à. Nếu mà có chích là nói chung là chủ nhà bao mình anh em, từ nhỏ tới lớn người ta không có chích gì chứ. Chỉ như là cái chích ngừa này chích trước không à, nó đẻ ra là nó có tật vậy sẵn rồi anh em. Nó có một chút mà ăn ngầm nha anh em. Không có gì hết trơn á. Nói chung là anh em nhìn sớt qua là anh em không biết luôn á. Nhưng mà con bò em quay lên em phải báo chính xác cho anh em là sao con bò có làm sao làm sao. Đó. Quan trọng là cái chất lượng con bò hay anh em. Chân cẳng móng đứng tuyệt vời. 1m03 nha anh em. Còn là bò độ không? Chiếc này là bò độ không? Đây, một cặp này chung chuồng luôn anh em. Nếu anh em nhìn kỹ đi, nó y hệt như sinh đôi vậy á. Như sinh đôi vậy không anh em, y hệt luôn. Nhưng mà không phải sinh đôi nha anh em. Chiều cao cũng là 1m05 á. Cặp bò này là cặp bò xương cối nha anh em. Cặp bò vàng á, bò bê màu vàng. Vàng vàng á, tại nằm trên nền bằng mẹ mà. Con mẹ đó là con mẹ kem vàng. Nhưng mà ta cấy cái dòng bò bê kem á. Nó cũng yếm rất là dữ luôn. Mấy con mà cũng yếm dữ là vàng xương nó dữ lắm anh em. Mẹ độ dữ tài lắm. Nè, đít nè. Nói chung nó đều bò lắm, nguyên cái lô này. Nói chung đều. Mấy con này là cùng một tinh đó anh em. Đó. Anh em thấy lưa không? Chè hẻ chưa ha. Nè con này nữa nè. Mặt rất là đẹp. Em dám cam đoan với anh em mấy con bò này nó ăn sát thủ không anh em. Cổ nè, cổ thẳng băng đó anh em. Bò F2 là ở đây là em bán bò F2 là vậy đó anh em. Con này ông mua về mà F1 là em nói với anh em F1 ha. Đó, đít ra đây, con này đùi dạo bản nha. Hai con này tinh đùi dạo bản nha. Nói chung tại vì hai con này cùng tinh nè. Nhưng mà con mẹ nó lớn nè anh em. Hai mẹ lớn nè lắm. Cùng một chủ luôn anh em. Anh em nhìn cái cách khớp mỏ chủ nhà nè. Ta khớp mỏ sẵn luôn cho em luôn nè, anh em thấy không? Đó. Hai con này là 1m05 nha anh em. Bò đang rụng lông thôi. Rụng lông lớn anh em. Đây, con bò này như ngựa nha. Nhưng mà con này lông hơi to nha anh em. Đây con này còn dính lông sữa ha. Con bò này chiều cao là 1m05. Nhưng mà con bò này
có vàng lông nó hơi hơi to, mà không sao, từ từ nó sẽ rụng nha anh em. Mình tắm mình chạy trước cái nó rụng. Bây giờ nó rụng mặt, nó rụng từ từ, tùy theo cái luồng tinh hết anh em. Con này con kem ha, chiều cao 1m05. Nhưng mà con bò này đít dữ lắm anh em. Tướng cực kỳ. Tướng cực kỳ bốc lửa luôn. Đó, có sừng nha anh em. Chân cẳng thì móng đứng. Đó, đít nó nè. Lưng nó chè hẻ luôn anh em. Nói chung là mấy anh em mà bắt từng chục con trở lên là anh em xuống thấy cái lô này là anh em khỏi đi luôn, là tôi nghĩ liền bắt liền ngay tại chỗ. Giá rất là dễ bắt luôn anh em, giá rẻ rề luôn anh em, gọn gọn tiền. Đây con này nè, con này trước đi anh em. Con này nó chiều cao là 1m05 nè anh em. Con này cũng 3B kem ha, mắt xám mỏ xám nha anh em. Hiện nay thì ta cấy cái luồng tin mà 3B kem là khá là nhiều, mắt xám mỏ xám với kem vàng. Bây giờ kem bây giờ ít người cấy lắm anh em, tại vì con kem trắng này người ta thích hơn kem mà mình kêu là như là 3B kem á anh em, mắt xám mỏ xám á. Chân nè, cặp giò nè, hết ý. Chiều cao 1m05. Cái lưng nè, con này thì lông xá tuyệt vời luôn nha anh em. Anh em thích thì alo với em Trại Bò Thanh Tính nghe nè. Một lô này là nó luôn là 6 tháng đến 6 tháng rưỡi anh em. Chỉ có một con 3B là nó với con đầu chuột ngoài á, là nó cứng 6 tháng rưỡi anh em. Rồi, đây. Con này là con 3B kem nè, con này đít. Con này đít khủng nè. Con này nó hơi cắn bi nè. Nhưng mà con bò này á, nó chiều cao là 1m02 nha anh em. Mặt con này là đầu trụi nha anh em, mắt xám mỏ xám. Đó, đây dàn chân nè, dàn chân quay kỹ cho anh em. Con bò em tả là 1m, là anh em biết 1m02 là anh em biết sao đó. Đứng thì nó cao hơn tầm rúng mình nha anh em, cỡ rúng nha anh em. Đó, và cái lưng anh em thấy nè. Con bò này em mua mắc tiền luôn nữa. Những con bò đặc nha nè. Tướng nó độc rồi lắm anh em. Chân trắng nữa nè, tuyệt vời luôn anh em, móng đứng. Đó, nguyên một cái vàng này nè. Nó nằm ở luồng là chỉ từ 22.500.000 tới 23.000.000 nha anh em, nguyên một lô như vậy nè. Đó. Cái này phân này không phải là để trả nha anh em, mà tại vì con bò mới về nó đi xe. Đó, bò này là bò hoàn toàn mới về nè anh em. Thì anh em biết rồi đó, một bữa trước là em lên xe hết cho khách rồi, bây giờ là mới về cái lô này nè. Thì nó mới đi xe về, nó nhộn gột cục bột, nó bị cái phân gì vậy nha anh em. Anh em thích thì alo với em hết anh em. Anh em thích thì cứ chỗ béo. Cái luồng này là gọn tiền dễ chơi nè. Một cặp gì mình gom lại tầm là 45 triệu 46 triệu là hết quay đầu. Đó. Thì em ra nhà vườn em mới bắt luồng là từ 21 năm trở lên rồi anh em. Chứ mình bắt rẻ hơn thì không có. Thì khi có con thơm thì mình bắt rẻ hơn được chút. Thì giờ em bán thơm. Chút xíu nữa em bán cho anh em cặp bò rất là thơm. Bò bê này rất là lực nha anh em. Giờ nó dữ lắm anh em, đều đều nè, con này xứng nè. Rồi ok, tiếp vô đây em bán cho em anh em một cặp bò này là một con này nó chiều cao là 1m1, chung một nhà luôn đó. Con này là chiều cao là 1m15, con bò này là 7 tháng này nha anh em. Cặp giò con bò này là hết ý luôn anh em, khủng khiếp đó. Cái lưng đó nè, con bò này là nằm trên nền mẹ B em bắt tại chuồng, nhưng mà có người này có bò này là của người dân tộc đó, cho nên là lúc đầu người ta cho thức ăn, nhưng mà lúc sau này nè thức ăn mắc ta không cho ăn đó, cho nên là con bò nó gọn đó. Nhưng mà con bò này nói chung là xương cẳng là anh em nhìn tuyệt vời, muốn đứng ủi bò gì lắm anh em. Đó. Cặp bò này nè, nếu mà bọn em chiếc một con này không là mắc lắm nghe anh em. Con này thì nó rọn bò nè, nó cái dàn lưng nó có nè, nhưng mà cái dàn cổ nó hơi yếu. Tại vì sao? Tại vì em cũng nói thiệt là người ta không cho ăn thức ăn. Ăn á, bò này biết ăn thức ăn, có nghĩa là đang ăn mà người ta dứt ra giữa chừng á anh em, hiểu không? Cho nên là cái con bò đó, nó có bóng bẫy. Mình anh em nhìn là biết con này đầu trụi nghe anh em. Hai con này đầu trụi không? Hai con này là luồng một luồng tinh nè, cái đầu nó hết biết.
Cặp bò này em bán cho anh em với giá là 41 triệu anh em, giá tại chuồng anh em 41 triệu. Thấy không? Nhưng anh em mua một con này không là dễ gì từ 24 triệu em đâu có bán đâu. Cha em rồi mua một con này không người ta vô người ta dứt cho em 25 triệu anh em. 25 triệu một con này không nè, tại chủ nhà người ta dứt á, sao mình mua nổi. Nhưng mà mình mua một cặp gì thì nó nói chung là mua thơm thì em bán cho anh em thơm. Đó. Từ chân cẳng là ok, nhưng mà con bò này thì nói chung là nó cái tại vì nhà ta không tắm mà anh em biết rồi đó, không tắm luôn. Đó. Một cặp này chỉ là 41 triệu nha anh em. Còn cặp bò độ này em bán rồi nè, chuẩn bị lên xe cho khách nè. Anh em coi tới mức độ mà nuôi, tới mức độ con bò độ mà người ta nuôi, tới mức độ mà dê dê nó cắn nè. Khủng khiếp không? Cặp bò lớn nha anh em, con này 8 tháng mấy nha anh em. Con này nè, đẳng cấp chưa? Cặp bò này trải bán cho khách rồi, với giá là 54 triệu anh em. Bò dĩ trời không? Cặp này bán rồi nha anh em. Đó, còn ngoài đây là con nè. Cặp này là 41 triệu nha anh em. Giá tại chuồng. Anh em nào thích thì cứ alo với em. Con bò. Nếu như mà anh em muốn lớn, con bò lớn con thì cặp bò này lớn con dữ lắm. Đó. Nhưng mà về phải thức ăn đầy đủ nha. Con này thì bò thiếu thốn. Con này là con mẹ 3B nha. Con này là con mẹ kem. Rồi, cái luồng ngoài đây là nó nằm giá từ 22 triệu rưỡi cho tới là 23 triệu. À, chốt giá. Đó, thì những anh em nào mà mình thấy á, cái túi tiền mình vừa phải đó thì cứ đến trại bò Thanh Tính giùm em. Bò thì nói chung chạy của em á thì chỉ chuyên bán cái con bò đẹp đó, còn cái con nào mà em bán giá mười mấy triệu là em nói thiệt với anh em á, là con bò đó em mua nó thiệt là quá thơm. Em vô mười mấy triệu mà con bò đẹp là em khỏi trả tiếng nào, bắt mắt liền. Con bò này nó thơm là thơm mà cặp bò này cái giò cái gói quá trời thiệt chứ, bự thiệt chứ, hết biết thiệt. Hai bò này nữa lớn con dữ lắm anh em. Rồi, một chuồng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chục con. Chục con mới về, về 12 con mà bán rồi 2 con. Còn chục con. Rồi, em xin chào anh em ha. Em bắt tại nhà dân thì em sẽ kèm cái video lên cho anh em xem ha. Nhưng mà em sẽ cắt tiếng, tại vì anh em biết sao. Nó còn dính bản quyền tùm lum nữa, sợ nhiều khi nó bị dính bản quyền anh em. Rồi, ok, em xin chào anh em ha. Rồi, em quên anh em ơi, quên còn một con bò cái trong đây nữa. Con bò này cái tơ, con bò này 7 tháng nha anh em, mới về. Quay cho đã rồi, con cái này nằm trong đây khuất, quên. Con bò này là con bò cái F1 nha. Mẫu nuôi nha anh em, chân cẳng rất là đẹp. Chân là tầm trung tầm vừa đó. Nhưng mà con bò này rất là đẹp nha anh em, đúng mẫu nuôi nha. Nói chung là mình đi ra đâu phải là cái con nào cũng đẹp, nhưng mà lông sát ha. Không phải con nào cũng ưng ý. Em bắt con bò mẫu là anh em biết rồi đó. Đó, thì anh em thấy cái mẫu của em, con bò của em không? Thì cái mẫu rồi nè, mấy anh cơ quan sinh sản rất là bự. Nhưng một điều đặc biệt nữa, anh em coi cái dàn gúng nó nè, rất là đẹp. Con bò này hay nữa, cái là gúng chiền là cái thứ nhất nè, anh em thấy không, mát sữa cực kỳ. Mới bị lớn mà anh em nhìn cái bầu vú đó nè, nó có bầu vú sẵn luôn nè. Con bò này nữa mát sữa cực kỳ luôn anh em, bốn vú nha anh em, sấy lưng sấy tích nè. Đó, ông nào mà lựa sấy tôi quay sấy cho coi luôn. Con bò này nói chung là 9.5 bò luôn, chứ mình nói 10 thì không được, tại cặp chân con bò này không có lớn con. Con bò này nè, nữa là nó gọn bò. Nhưng mà nó đẹp lắm. Hứa với anh em bò này đẹp, đẻ con là nghiệt đời. Anh em nhìn dạo vú nè. Thấy không? Mới bị lớn mà người ta có dạo vú anh em thấy không? Đó. Chiều cao con bò này á, là hồi nãy em đo hình như là 1m1m1 hay là 1m5 gì đó anh em. Em đo không kỹ, em quên rồi anh em, nhiều quá. Bò này như 1m1 anh em ơi. Thước mốt nha anh em. Bò rất là dài, rất là pin. Gúng chiền nha anh em. Anh em coi nè, nó dạo gúng nó tuyệt vời không? Cái mẫu này rất là độc nha anh em. Khó kiếm lắm. Anh em nào thích thì cứ alo với em nha. Bò này thì quá đẹp rồi. Chỉ có cái giá thôi nha anh em. Thằng chân nhân móng nó thì nói chung là con bò này chân tầm trung à. Nhưng mà em không có thích xương bự, xương vừa vừa thôi, nhưng mà yêu cầu là con bò cái cái đúng mẫu là được. Tại vì em thấy cái gúng này nè, cái dàn vú này là em biết con bò sao liền à. Mới bị lớn mà nó có dàn vú này trời, cũng khiếp thiệt chứ. Rồi nữa mắt sữa thấy ở lưng nữa nè, mới lớn là lưng nè. Cơ quan sinh sản này thì anh em khỏi dòm, chào bá lửa luôn. Mặt rất là đẹp.
Rồi bây giờ thì em mới kết thúc thiệt nè. Em xin chào anh em nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Trại Bò Thân Tính giùm em ha. Em xin chào.